Thưa quý vị và các bạn, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh cần chuẩn bị chú đáo cho kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh lần thứ 6, nhất là nội dung liên quan đến lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu là chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Văn Trang tại Hội nghị Liên tịch vào chiều ngày 19 tháng 10 nhằm chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh lần thứ 6 khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kỳ họp có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghe Minh Hồng. Qua thảo luận, hội nghị thống nhất kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh lần thứ 6, khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 12 năm 2023. Dự kiến kỳ họp sẽ thông qua gần 40 nội dung gồm 12 báo cáo tờ trình của Hội đồng Nhân dân tỉnh, 35 báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, thu chi ngân sách, kế hoạch đầu tư công và một số nội dung quan trọng khác. Kỳ họp sẽ nghe đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các ngành như Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh báo cáo kết quả công tác và nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri. Dự kiến các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 11 năm 2023 và tại kỳ họp sắp đến sẽ có nội dung lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Văn Trang đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh chuẩn bị chú đáo, chặt chẽ và đầy đủ các nội dung của kỳ họp. Đề nghị bổ sung nội dung đầu tư 1,8 km đường vào di tích căn cứ tỉnh ủy tại huyện Tumarong vào tờ trình dự toán đầu tư công năm 2024, thống nhất thời gian tổ chức kỳ họp là 2 ngày rưỡi, giảm một tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại kỳ họp sắp đến. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn tất nội dung trình kỳ họp trước ngày 6 tháng 11 và đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp.